Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 22 tháng 12 năm 2021. Thời tiết khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn đang duy trì trạng thái nắng hanh, trời không mưa và nắng kéo dài. Trạng thái thời tiết này thuận lợi cho nhiều hoạt động ngoài trời. Hôm nay nền nhiệt tăng nhẹ so với ngày hôm qua, thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi 33 độ. Tiết trời vẫn se lạnh về đêm và sáng sớm. Thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 70 đến 75%. Huyện Côn Đảo mây thay đổi, ngày nắng gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, cao nhất 29 đến 31 độ, độ ẩm tương đối 76 đến 81%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km. Trên biển, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, biển bình thường. Mực nước tại Vũng Tàu ngày 22 tháng 12 năm 2021, mực nước cao nhất 390 cm, xuất hiện lúc 16 giờ 30 phút, thấp nhất 90 cm, xuất hiện lúc 9 giờ 30 phút.